overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Okay, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi chơi ở Hoshubane. Và cái gì ta quên hả? Và cái gì quên nữa ta? Antelope Canyon đó. Thì cái đây là cái đường mình lên đây. Mình coi thử nó quay camera được không ta? Đi cho đến khoảng 15 phút là mình tới chỗ. Đây là vàng mọi người ơi, mọi người ơi. Vàng cắt xin ngày hôm nay để đi diễn, đúng không? Thì đây là quãng đường mà mình phải đi bộ xuống. Để từ cái chỗ mình đã xe mà đi bộ xuống đây là mất khoảng 15 phút đó. Thì cũng không có xe đâu. Tại thì mùa này thì nó mát rồi, nó không có quá nóng. Nên cái việc mình đi chơi thì mình đi chơi như cái này, như thế này thì rất là thoải mái. Ok, bây giờ mình đã tới được cái hồ các bạn. Đây, dưới đây nè. Cái hồ trong tấm hình các bạn hay chưa? Đẹp, góc nào nó cũng đẹp hết đó, mọi người đẹp xung quanh chỗ này luôn. Thì chúng ta đang làm những công tác tác nghiệp tác nghiệp chụp ảnh cái kiểu này. Đi buổi trưa nóng quá, đi buổi sáng, đi buổi sáng sớm đi, hoặc buổi chiều hay hơn. Mình muốn hai bạn lên đỉnh của kia chụp được không? Thôi mới bay đi, thôi mới bay mới chơi được. Rất là đẹp, rất là xấu. Phèo quá, phèo. Điều rất là đẹp. Mình sẽ quay thêm một số nữa thôi. Mọi người, thì cái này là cái nhà của mình á. Ở dưới có cái nhà của mình nhưng mà nó nhỏ quá không có thấy được. Nó chỉ bằng cái toilet nhà người ta thôi. Sợ vãi cái nồi. Nếu mà mình không được cái này mình chơi cái kia được không? Đó, xin chào mọi người, thì hồi nãy mình này các bạn đã thấy là mình đang đi chơi ở chỗ một cái gọi là Hoshubane. Bây giờ thì buổi chiều rồi, mình sẽ tới cái một cái Airbnb cho canoe đặt à. Thì khi mình tới mình thấy rất là hay các bạn. Hay ở đây là gì? Thì ở Mỹ nó có những ngôi nhà gọi là mobile home, và gọi là mobile home tiny house, là nói chung nhà nhỏ đó, gọi là thể là nhà trong xe hoặc là một cái nhà nhỏ thật là nhỏ à. Thì hiện giờ mình đang đứng ở một cái khu là cũng gọi có thể gọi là mobile home luôn. Sau mình là có cái nhà xanh nè, vàng nè, xanh nè, vàng. Và sau cái nhà vàng đó là cái nhà xanh lá cây. Đó, một cột nhà nữa. Thì mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì có 6 cái ngôi nhà như thế này, giống y chang nhau. Và mình nghĩ người chủ mà cho thuê Airbnb nè là họ đã thiết kế hết rồi đó. Tất cả các ngôi nhà đều giống nhau hết và rất là đẹp. Thì đây là cũng là một cái ý tưởng để góp phần cho cái việc kinh doanh. Và ở trong rất là đẹp. Thì vào chiều bây giờ là khoảng 5 giờ đó. Thì ở đây gọi là Cottonwood, là cách Sedona khoảng nửa tiếng đồng hồ đó. Thì mọi người đang ở trong kia đó, chuẩn bị nướng này kia nào. Để mình đồ này, mình sẽ quay cho các bạn xem nướng này. Mình sẽ review nhẹ cho mọi người xem. Anh kia là anh đang bây giờ anh đi làm, bây giờ anh lên núi anh tu lại. Really nigga. Anh nhìn vô là thấy anh nổi bật liền không? Cái nhà mình đang ở đây.
Ok, thì cái dàn này là có cái gác và ở trong này là cái bếp. Có thể là nó gần thì các bạn cố gắng xịt nha. Để em quay bằng điện thoại. À, còn đây nhà vệ sinh rất là nhỏ, rất là xinh xắn. Đây thối nè. Đây là chỗ khăn. Ở chỗ này là chỗ phòng tắm. Chỗ này à, nhìn nó có dễ thương đúng không? Cái lệnh gỗ hết luôn. Nghĩ là cái người chủ này là họ sẽ mua cái nhà như thế này luôn, họ kéo về rồi họ chỉ bắt đường dây ống nước thôi. Để xong rồi đó, rất là hồn, rất là hay. Chỗ này việc hết như này à, tối thì à, có thể là à, nữ mình đi là hai nữ với ba nam thì ngủ ở đây, tìm cho một nam ngủ ở đây và hai nữ có thể ngủ ở đây và có thể hai nam gì đó, hai nam có thể ngủ nơi khác ở cạnh có thể ngủ được. À, rất là dễ thương. Tất cả là mình gỗ mà mình sẽ lưu lại cái ý tưởng này để sau này mình có kinh doanh thì mình sẽ lấy cái này. Đây thì sau những cái xe này nó sẽ có cửa cắm điện, cũng như là đấu đường điện vô đó. Rồi ở đây, đấy, cái chỗ mà hàng rút những cái vệ sinh đồ nó chảy ngay, rồi người ta sẽ mở cái nắp lên, có thể người ta mở nắp lên để bỏ cái giò tới khúc ở trong. Bạn thấy rất là gọn không? Đây, nó có bút điện, ở đây nó có công tơ điện đây. Bút điện này thấy mà mình thấy Mỹ làm gì cũng gọn các bạn, nhìn rất là gọn. Những cửa sổ nè đó, rất là đẹp. Đa số những cái nhà này hơi hao hao giống nhau đó, rất là ok. Chỗ mình rất là nhìn rất là sạch sẽ đó, mình ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi trả lại cho người chủ Airbnb xong. Hôm nay chúng ta có một cái đầu bếp rồi, bình thường thì mình làm đầu bếp nhưng mà hôm nay thì có bác Liêm làm đầu bếp rồi. Liêm đang đứng đây là bò này, là xương da, xương non, xương non do mình ướp nha các bạn, do mình ướp nha, phải cứ nhận do mình ướp nha. Còn cái thịt bò này chỉ cần ướp cái cắt muối thôi, xong đến mình chấm cái bún sốt rất là ngon. Con này nó được mình nướng lên mạng luôn. Bên này nè, đi bên này cho dễ đi nè. Rất đẹp. Ở đây thì rất là đẹp, nếu mà mọi người chịu khó đi và biết những lùi dẫn thì rất là đẹp. Nói như mình đang đi vào một suối ở quê mình vậy đó. Thì mình đã xuống được ở đây rồi, rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cảnh núi rừng rất là tuyệt vời, nếu mà cắm trại là quá tuyệt vời, nhưng mà mùa này nó lạnh lạnh nên nó khá là khó chịu. Mình thấy quá tuyệt vời các bạn. Sau vào mùa hè thì có thể mình sẽ tới đây mình chơi và mình cắm trại ở đây. Rất là đẹp. Đó thì bây giờ mọi người bắt đầu chuẩn bị sửa soạn đồ lên. Này rất là giống cái cảnh ở quê mình cũng có những cái thác như thế này. Nhưng mà nước ở đây thì nó rất là lạnh. Chơi rất là nẻ nhưng mà bây giờ mình sẽ đi từ đây một lần kia. Yeah. Làm những cái bài review đúng không? Chào các bạn, mình là thầy Tu. Tu mọi nơi mọi lúc, mọi chỗ, mọi cảnh đẹp mình đều đi qua mình thầy Tu. Không ai được như mình. Đi lần kia. Không ai được như mình. Rồi lên thôi. Mấy đứa nhẹ vợ đi nhanh lắm không? Giờ mấy đứa nặng nó mệt nè. Quấn nè. Ok thì mình đã lên được rồi. Nãy mình từ cái trong cái lỗ đó đi vô á. Thì chắc cái lỗ đó giống như là nước ở trên nguồn nó chảy xuống. Rồi bắt đầu là nó chảy qua cái lỗ đó không chảy xuống suối. Mà nó tạo lên cái đường để mình đi. Rất là hay. Rất là đẹp các bạn. Cho mình đi tới kia mình đi về. Đó. Hôm nay mình cái thời gian mình đi là một ngày
lại một ngày hôm qua lại nửa ngày hôm nay. Thế nên mình về bắt đầu mình đi vô mình làm. Đó, cảnh trí cực kỳ đẹp các bạn. Rất là đẹp các bạn coi kìa. Xong rồi đó, xếp bên mình là núi, núi đỏ. Đó, đặc điểm của Arizona là nó có rất là nhiều núi đỏ. Rất là đẹp. Buổi chiều khi mà hoàng hôn á, cái nắng nó sẽ vàng, nó đỏ. Nó chiếu vô những cái ngọn núi này, là những ngọn núi này đỏ rực lên. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mọi người đang quay nè. Như là trong những cái hình ảnh mà trong những cái bộ phim mà mình coi lúc nhỏ mình đã mệt ơi chứ như mấy cái sa mạc, mấy cái núi mà hồi nhỏ là mà trong Discovery nó chiếu á. Bây giờ mình được trải nghiệm không? Mình đã đi rồi bây giờ. Nhưng mà bây giờ mình mới đi nhiều hơn. Nên quay. Mệt quá. Rồi về. Về thôi mọi người ơi. Bây giờ mình bắt đầu mình lên xe. Mình đi về. À, kết thúc cái chuyến trip một ngày rưỡi của mình. Chào mọi người, về hẹn lại mọi người ở những video sau. Bye bye.